hệ thống tác chiến điện tử chiến lược siêu đẳng MUMARS BN của nga để nâng cao khả năng trinh sát và tác chiến điện tử nga đã phát triển được các phương tiện có khả năng vô hiệu hóa thông tin liên lạc an toàn châu âu và một phần lãnh thổ mỹ và còn có những tham vọng lớn hơn tổ hợp tác chiến điện tử MUMARS BN của nga do tập đoàn công nghệ vô tuyến điện tử KRET một thành viên của tập đoàn rostec phát triển nhằm vô hiệu hóa hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh quân sự tần số cao HFGCS của phương Tây. Trên thực tế, việc nghiên cứu thiết kế chế tạo tổ hợp này bắt đầu ở Liên Xô từ những năm 1960. Tuy nhiên, chỉ đến năm 2015, các kỹ sư người Nga mới có thể tạo ra bước đột phá cần thiết và đưa ra một mẫu thử nghiệm mới. Tổ hợp Mumas BN là phương tiện tác chiến điện tử chiến lược, có khả năng làm choáng và mù các phương tiện thông tin liên lạc, trinh sát và cảm biến vũ khí thông minh của đối phương ở khoảng cách 5.000 km, thậm chí lên tới 8.000 km khi khả năng truyền tín hiệu lý tưởng trong khí quyển và anten đạt công suất cực đại. Trong khi đó, hầu hết các hệ thống tác chiến điện tử khác chỉ có hiệu quả ở khoảng cách đến 300 km là một tổ hợp đa năng không có mẫu tương tự trên thế giới. Nó có thể được dùng đồng thời để trinh sát và áp chế điện tử, ta đầu không chỉ tàu thuyền mà còn máy bay trinh sát và chiến đấu của kẻ thù tiềm tàng. Nguyên lý hoạt động của tổ hợp nhiễu vô tuyến tự động được tích hợp các thuật toán tiên tiến nhất này là sau khi phân tích giải mã thông tin bước sóng, giải thông tần, cường độ tín hiệu, hướng tuyến liên lạc của đối phương. Tổ hợp sẽ chọn giải pháp gây nhiễu, thậm chí chế áp triệt tiêu hoàn toàn các cuộc liên lạc đó có khả năng gây nhiễu trên diện rộng nhờ công suất đạt 400 kW so với công suất 5 kW của các tổ hợp thế hệ cũ. uman BN không chỉ hoạt động ở đội sâu cấp chiến thuật chiến dịch mà còn cả cấp chiến dịch chiến lược. Tổ hợp Muman BN được bố trí trên 7 xe vận tải nhiều cầu chủ động 4x6 KMAZ hoặc Oran. Anten của tổ hợp được gắn trên 4 giá đỡ, kiểu ống lồng có hệ thống thủy lực, có thể nâng cao tới 32m, cũng như là anten tần số thấp. Trên ba chiếc xe có máy phát điện riêng, thiết bị anten gấp và một trung tâm điều khiển. Thời gian tiêu chuẩn để triển khai tổ hợp là 3 ngày, 72 giờ. Sau đó nó có thể trực chiến, có khả năng phát hiện của tất cả các hệ thống thông tin liên lạc, dẫn đường và điều khiển điện tử. Không chỉ của các sở chỉ huy chiến lược tĩnh mà còn của các đội hình tàu sân bay và thậm chí cả các tàu riêng lẻ của đối phương. Các tổ hợp loại này được lên kế hoạch triển khai trong khu vực phụ trách của các hạm đội Baltic, phương Bắc, Biển Đen và Thái Bình Dương. BN được lắp đặt ở crimea sẽ kiểm soát tất cả các tàu nato ở địa trung hải từ kaliningrad BN có thể kiểm soát không chỉ toàn bộ châu âu mà còn cả bắc và đông bắc đại tây dương nó có thể phá vỡ sự kết nối của các tàu chiến máy bay và các đơn vị quân sự mặt đất ở đông âu trung âu và khu vực baltic ở khoảng cách vài nghìn km tổ hợp không chỉ có thể phá hủy khả năng liên lạc và dẫn đường của con tàu mà còn vô hiệu hóa tất cả các thiết bị điện tử của vũ khí trên tàu Quá trình này mất vài phút, sau đó con tàu trở thành một đống sắt nổi vô dụng và là mục tiêu dễ dàng cho vũ khí chống hạm. Tổ hợp này được thiết kế cho băng tần HF của các nước NATO, vì vậy Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu, tướng Frank Goerend, thậm chí còn lo rằng các hệ thống tác chiến điện tử của Nga sẽ vô hiệu hóa mọi lợi thế của vũ khí công nghệ cao có trong trang bị của NATO, thực hiện chiến lược hạn chế tiếp cận thâm nhập A2AD một số vùng lãnh thổ không phải máy bay hay tên lửa nào cũng có khả năng bay qua biên giới Nga, chưa nói đến thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Một trở ngại gần như không thể vượt qua là bức tường vô hình của các hệ thống tác chiến điện tử khác nhau được sử dụng để lấy đi bộ não của vũ khí thông minh nhất trong kho vũ khí của NATO. Theo các chuyên gia, với việc hợp nhất một lữ đoàn Mumars BN và vận hành thành một hệ thống chiến lược duy nhất, hành động xâm lược chống lại Nga nói chung trở nên vô nghĩa sẽ rất khó để sử dụng đài phát thanh chính xác hơn là không thể và rất có thể hệ thống phòng thủ tên lửa của châu Âu cũng sẽ mất tác dụng. Hệ thống Mumais BN lần đầu tiên được đưa vào hoạt động ở Crimea vào năm 2014, đã được thử nghiệm vào mùa xuân năm 2019 cùng với Krasukha 2 và Krasukha 4, cùng với tổ hợp ở Kamchatka, một lá chắn đang được tạo ra bao phủ toàn bộ bắc cực của Nga. Kể từ năm 2018, Đông Bắc Na Uy và Lapland của Phần Lan được cho là đã lo ngại về các thiết bị gây nhiễu. Theo các chuyên gia NATO, việc gây nhiễu tầm xa diễn ra trong cuộc tập trận Trident Juncture của NATO ở Na Uy năm 2018. Vào thời điểm đó, có thông tin cho biết việc can thiệp đã đe dọa sự an toàn của các dịch vụ dân sự như các đơn vị tìm kiếm và cứu nạn, xe cứu thương trong khu vực Kikans và máy bay chở khách tại các sân bay Naui. Việc tăng cường tập hợp lực lượng ở Crimea, trang bị vũ khí tên lửa hiện đại, các phương tiện liên lạc, phát hiện và dẫn đường mới trong tương lai có thể dẫn đến thực tế là bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của Mỹ và NATO đều có thể bị vô hiệu hóa trong vài phút. Mumans BN sẽ không chỉ giúp bao phủ bán đảo khỏi tình báo kỹ thuật vô tuyến của Mỹ và NATO mà còn cho phép nếu cần thiết phản công trên mọi mặt trận trong toàn bộ băng tần HF vì lợi ích của các tổ hợp vũ khí tấn công. Trong thời gian gần đây, khả năng trinh sát và tác chiến điện tử của Nga được nâng cao rõ rệt. Hiện Nga đã đưa vào hoạt động khoảng 20 loại hệ thống tác chiến điện tử thế hệ mới bao gồm Krasukha 2, mumaz BN, Borisokha 2, Krasukha 4, SvetkaU. Các hệ thống tác chiến điện tử khác do Nga phát triển bao gồm hệ thống Krasukha và Dibno-More, được cho là có khả năng gây nhiễu liên lạc vệ tinh, tín hiệu GPS và liên lạc với UAV một số cấu phần chẳng hạn như ngân hàng dữ liệu về tín hiệu, tần số hoạt động, tốc độ quét và tần số chế áp của một số tổ hợp của Nga trong vài thập kỷ tới sẽ không có quốc gia nào có thể có được. Tuy vậy theo một số chuyên gia Nga, Mums BN, mặc dù siêu việt chỉ là tổ hợp đầu tiên trong toàn bộ hướng phát triển các tổ hợp tác chiến điện tử được thiết kế và chế tạo có tính đến xu hướng phát triển các hệ thống cơ sở hiện đại và hiệu năng cao. Theo một nguồn tin từ tổ hợp công nghệ quân sự, trong tương lai, các nhà kỹ thuật quân sự Nga có thể tạo ra một tổ hợp radar tác chiến tầm xa, hoạt động trên băng tần VHF. Với sự trợ giúp của tổ hợp này, nếu cần có thể ngăn chặn bất kỳ thông tin liên lạc vô tuyến nào ở tất cả các khoảng cách và ở mọi khu vực. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.